Anh em nào muốn làm về đá hay học điêu khắc đá thì cứ qua với tôi, chưa giỏi cũng sẽ thành giỏi. Tại vì trường tôi tập hợp toàn cao thủ võ lâm, cứ chăm chỉ chịu khó hỏi là kiểu gì cũng sẽ thành Chúc tài. toàn thể anh em năm mới thắng lợi mới. Đây là khung cảnh làm việc những ngày đầu năm mới tại xưởng mình. Anh em thợ ăn xong cái rằm tháng riêng với gia đình là xách ba lô lên luôn, tinh thần làm việc chiến đấu cao ngút trời. Làm việc với mình đa phần toàn anh em đã gắn bó lâu năm. Ngoài ra có một vài em còn trẻ, lúc đầu vào xin vừa học vừa làm, cho đến bây giờ thì cũng đã công tác tại đây được vài năm rồi. Anh em nào muốn làm về đá hay học điêu khắc đá thì cứ qua với tôi, chưa giỏi cũng sẽ thành giỏi. Tại vì xưởng tôi tập hợp toàn cao thủ võ lâm, cứ chăm chỉ chịu khó hỏi là kiểu gì cũng sẽ thành tài, không thành công thì cũng thành công nhân. Ha ha. Có những anh em còn trẻ qua xin việc cho mình với ý định là một thời gian đến khi level tăng lên đủ lông đủ cánh sẽ bay ra ngoài làm riêng hoặc bay sang làm ở chỗ khác. Tôi nhìn qua cái nước dưa là tôi biết ngay, nhưng mà cứ để cho em nó làm thế mà chả biết sao cuối cùng lại chẳng thấy đi đâu cả, cứ ở lì xưởng mình ăn vạ. Anh ơi, cho em làm việc với anh, và bây giờ các em lại trở thành thợ cứng của mình. Tại vì căn bản khi bước vào nghề, người ta đã mang cái tâm thái là để học hỏi nên rất chăm chỉ, và khi mà người ta không muốn ra đi nữa thì ở lại với mình thôi. Ở xưởng tôi có ông thì chuyên phá phôi, ông thì chuyên tạc, ông chuyên đánh bóng. Ngoài ra thì còn có những ông đa nghệ thuộc hàng dị nhân, làm việc gì cũng giỏi, tạc hàng trang sức nhỏ tinh xảo thì đẹp, mà điêu khắc tượng to thì cũng ok, mà tác phẩm nào hoàn thiện xong cũng đều rất mãn nhãn. Ngoài mấy ông dị nhân thích làm gì làm thì ở đây mỗi ông một khâu, ông nào xong khâu của mình thì chuyển qua cho ông khác. Anh em làm việc gắn bó với nhau lâu năm nên hiểu ý nhau, các khâu chuỗi liền mạch trôi chảy, hiệu suất nó cao. Đấy, không khí làm việc tại xưởng lúc nào cũng sôi động nhộn nhịp như này anh em ạ. Ngày anh em làm việc thì hăng say ăn ý, tối quây quần uống nước lúa mạch thì tri kỷ đoàn kết, thế có phải sướng không? Gia đình ông nào có công có việc là anh em đều có mặt, chả thiếu một ai. Còn đây là khu vực điêu khắc hàng nhỏ, mấy cao thủ đang thảo luận lên ý tưởng điêu khắc cho siêu phẩm đầu xuân này, một khối sapphire xanh nặng 30 kg. Ok, mời các bạn cùng đón chờ siêu phẩm và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.